cỏ nha anh em. Dòng phía đó lụm đi bột. Rồi chân cỏ anh em ơi. Dòng xuống đó lụm đi, dòng xuống đó kìa. Con cỏ đầu tiên của hai anh em mình luôn nha anh em. Bữa nay mình đi test với cây của anh Ba Báo tặng nha anh em, anh Ba Báo quầy lóc. Mình bỏ một tủ cũng lâu rồi anh em ơi. Bữa nay mình lấy ra mình đem đi test nha anh em. Rồi. Mình bắn được con cỏ anh em ơi, con đầu tiên của mình luôn. Rồi, tiếp tục nha anh em. Thấy nó mà nó không thấy mình là ăn nó à. Ngay cổ. Con này cũng vừa không có mập anh em ơi. Thơm. Con này con tai à. Rồi, tiếp luôn anh em ơi. Đây mình đi test với cây ít cao vip của anh Ba tặng nha anh em. Lâu quá mình cũng cắt trong tủ anh em. Bữa nay mình đem đi test nha anh em. Rồi anh em theo dõi cuộc hành trình của hai anh em mình săn được cái gì mình quay cái đó cho anh em xem anh em ơi. Rồi anh em coi video thấy hay nhớ cho mình một like và một đăng ký kênh nha anh em. Con nha anh em. Rồi, được con anh em ơi, để anh bạn mình lụm. Rồi, đừng con nha anh em. Rồi mình lại mình bắn con này luôn anh em ơi. Bay luôn anh em. Trời ơi. Bắn gì đó tao nó bắt con cá đó. Anh em ơi. Chết đồ hú nha anh em. Từ từ thôi, còn nữa đó. Còn nữa đó. Nó chạy gì vậy? Không phải đâu, chết rồi. Chết rồi. Không biết nữa, rớt đây nè. Rồi chạy vô đó hay giờ Bùi ơi. Kiếm đi bộ. Rớt ở đây nè, chạy vô đây hả? Rồi để anh em kiếm anh em ơi. Vô mấy này vô khóm mà chua à. Ê đây 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 Bụi ơi. Quá quá kia Bụi. Ê chạy tặng cái kìa.
đâu rồi? Đâu? Đâu rồi? Đâu? Đây 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 đây. Nó bên này, nó bên này á, mày á. Đâu rồi, tao không thấy nó nè. Từ từ, từ từ. Rồi chụp luôn đi. Từ đi. Bắn đi. Từ từ. Rồi. Mạnh đạn ghê thiệt. Bể đầu rồi. Lấy cây khiêu vô. Lẹ đi đậu xe ở ngoài, không ai coi kìa. Rồi, thường con anh em ơi, con tôi hú đầu tiên luôn nha anh em. Tôi hú đầu tiên anh em ơi. Đây là cây ếch cao vip nha anh em. Để các bạn mình lượm lên rồi mình quay cho anh em xem để mình ra coi xe cái anh em. Không có ai ngoài hết. Còn sống được nó muốn chết vậy. Nó mạnh lắm anh em ơi. Châu đạn lắm. Bồi thiên viên ngay đầu nữa mới đi nha anh em. Đây nha anh em. Đây anh em ơi. À, bắn gãy cánh nè. Rồi xuống nước mình bồi thêm viên nữa đây nha anh em. Rồi, anh đúng không? Rồi tiếp luôn anh em ơi. Đừng con nghe anh em, con dần anh nghe anh em. Mình bắn không có quay không? Anh em ơi. Phải nó không hay không kìa. Không. Rồi tiếp luôn anh em ơi. Ấy ấy. Trái 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 trái. Ủa bay quanh kia gớt luôn kìa. Bay quanh kia gớt luôn kìa. Ở dưới còn gán gượng nữa. Mới gớt đây nè. Kìa. Bọn viên nó cho đi luôn đây. Qua bản lụm đi, đi đường bản đi. Con tu nữa anh em ơi. Ít cao vip nha anh em. Cái khỏi đây mình lụm được không? Rồi, một con nha anh em. Tiếp luôn anh em ơi. Lì đạn bắn cái bóp cái gì mà còn không gớt, nó gán gượng đi tới tới đó gớt nè. Chậm lộn với trời, bị rớt xong trời. Dằn quá xiên. Bay rồi. Bay rồi, rồi con nó làm sao? Bỏ luôn hả vậy? Đó, nó trời đó. Không biết lội hơn không biết lội, thôi đi qua bỏ bỏ đây. Ôm bi mà rớt xong luôn anh em, chỉ là la thánh lụm chim. Quá, này, trời ơi.
thôi. Trời ơi, thằng con tu anh em ơi. Tiếp luôn. Tiếp luôn anh em ơi. Rồi hello anh em, bữa nay mình đi buổi sáng anh em ơi, đi buổi sáng bắn giờ này cũng 11 giờ anh em ơi. Giờ hai anh em mình sinh tồn cái anh em, sinh tồn cái bữa nay bắn được con chuột với con cò với bốn con mini anh em, với con vàng anh anh em. Bữa nay mình đi test với cây ít cao vip của anh ba tặng nha anh em. Test lên bắn mấy sáu luôn anh em, bắn lấy gốc để cho nó quen anh em. Rồi anh em sinh tồn cái rồi cái chiều mát mát cái anh em mình đi vòng vòng nó coi có gì mình bắn cái đó mình quay cho anh em xem anh em ơi. Come on.